Telegram theo dõi chiến sự Ukraine Ryadovka, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Novoselovka Pervaya. Việc giành được vị trí chiến thuật này mở đường cho các mũi xung kích Nga đến khu định cư Zelonoye, nơi đặt trung tâm điều hành và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine AFU ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, phía AFU chưa có nhiều động thái khi hoàn toàn có thể phá hủy các cây cầu bắc qua sông Volchia để ngăn đà tiến của quân đội Nga. Cùng với đó, các mũi tấn công tiền phương của Nga cũng tiến từ thị trấn Progress hướng tới Volchia và Evgenovka. Được biết, quân đồn trú Volchia của Ukraine đã chọn cách rút lui để tránh kịch bản bị bao vây cô lập, tương tự như các tiểu đoàn Ukraine gần FDFK. Về phần mình, quân đội Nga đang tiếp tục phát triển theo hướng Timofeevka và Ivanovka để tạo thế gọng kìm vây hãm Zelandoye khi có cơ hội. Cùng với đó, các đơn vị Nga cũng tiếp tục gây áp lực lên phía tây bắc Krasnogorivka, đẩy binh sĩ AFU ra vùng ngoại ô và siết chặt các đơn vị phòng thủ trong nội đô. Nếu không có động thái rút quân kịp thời, AFU có thể bị bao vây, khả năng Krasnogorivka sụp đổ dường như chỉ là vấn đề thời gian. Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tấn công của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander M nhằm vào lính đánh thuê nước ngoài tại khu công nghiệp Kharkov đã được xác nhận bằng hình ảnh tại hiện trường. Theo đó, các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài ẩn náu ở trong tài nhà của công ty xây dựng Scorpion. Vụ tấn công bất ngờ đã khiến 100 tay súng nước ngoài thiệt mạng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về cuộc tấn công của Iskander M vào sở chỉ huy của một lữ đoàn Ukraine ở Krasny Liman. Bên cạnh sở chỉ huy có một điểm triển khai dành cho máy bay không người lái tự sát của đơn vị này. Liên quan tới vụ tấn công, các nguồn tin tại Donetsk cho biết, vụ tấn công tên lửa Iskander-M nhằm vào khu vực Degachi, vùng Kharkov, đã khiến 50 khối luyện viên nước ngoài thiệt mạng. Chuyên gia quân sự vùng Lugang Andrei Maroko cho biết, hậu quả của một cuộc tấn công có chủ đích vào vị trí của đối phương ở Kharkov khiến hàng chục binh sĩ nước ngoài thiệt mạng. Họ có thể là những sĩ quan công binh nước ngoài đang tham chiến trong khu vực. Trước đó, ông Marocco cho biết, AFU đang chuyển lực lượng dự bị dành cho trường hợp khẩn cấp đến các khu vực Kondrassovka, Petropavlovka và Zinkovka, theo hướng Kubian. Động thái này cho thấy AFU đang gặp khó ở mặt trận này và phải tăng quân để ngăn chặn mặt trận sụp đổ. Đội quân Trish Reiner đăng tải Mỹ và NATO đang cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine, mặc dù Kiev cũng đã bắt đầu không còn lực lượng dự bị để tung ra mặt trận. Các tác giả của The World, Trish Reiner, cho rằng quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga lẽ ra phải được đưa ra ngay từ đầu cuộc xung đột. Hiện nay, AFU đã không còn đủ quân sự bị và đây là vấn đề chính đối với Ukraine. Nga có cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình vì chính quyền Ukraine không muốn tổng động viên và NATO sẽ không đưa quân đến lãnh thổ Ukraine. Cũng cần lưu ý rằng thỏa thuận được đàm phán không phải là kết quả mong muốn mà là giải pháp khả thi nhất còn lại. Trước đó, nhà báo Ireland Jay Powers đã bình luận về bài phát biểu của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang đồng minh NATO ở châu Âu, tướng Christopher Cavoli rằng, Liên minh quân sự đánh giá Nga sẽ có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột và tiến tới biên giới của NATO. Còn theo hãng thông tấn TASS, việc tổng động viên tội phạm hình sự gia nhập AFU đang gây áp lực tinh thần và chất lượng binh sĩ tham chiến. Theo cựu tù nhân Ukraina Dmitry Romaev, anh ta cùng với những người bị kết án khác đã được đưa đến một đơn vị huấn luyện ở quận Chegoevsky thuộc vùng Kharkov. Ở đó họ bị trộn lẫn với những dân thường tổng động viên khác. Điều này dẫn tới mâu thuẫn trong hàng ngũ binh sĩ AFU. Roma F nói thêm rằng các cuộc ẩu đả thường xuyên xảy ra giữa lính tổng động viên nhưng những lời phàn nàn với chỉ huy cũng không giúp ích được gì. Vì vậy, những người bị bắt quân dịch tổ chức bỏ trốn, một số đã trốn thoát khỏi đơn vị huấn luyện. Trước đó, người ta biết rằng ở Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu động viên nữ tù nhân. Tổng cộng, theo Bộ Tư pháp Ukraine, hơn 3.800 công dân bị kết án đã ký hợp đồng với quân đội Ukraine để ra mặt trận. Kênh Military Summary đưa tin trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow phá hủy một kho nhiên liệu và xưởng chế tạo xe tăng thiết giáp của Ukraine ở Kharkov, đổi lại Kiev tấn công một số điểm tập trung bộ binh trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống HIMARS. Tại Vokchan, trên mặt trận Kharkov, các video định vị địa lý cho thấy quân Ukraine vượt sông Volchia một lần nữa và chiếm lại các vị trí trên khu vực phía bắc thành phố. Theo hướng Torres, quân đội Nga giành thêm được nhiều lợi thế lãnh thổ, chiếm được nhiều vị trí ở Pivnikne và Zaline, cắt đất tuyến hậu cần duy nhất khiến quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển thiết bị hạng nặng tới khu vực này. Ở khu vực New York thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía Tây, dọc theo các cánh đồng và hiện chỉ cách Oleksandropin 2,5 km. Theo hướng Pokrov-Abdiivka, quân đội Nga đạt được những đột phá chiến thuật tại một số địa điểm theo các báo cáo của Kiev, những người lính ukraina bị bao vây ở phía nam lozuvaske đã thoát khỏi vòng vây lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh progres tại gradnogoribka quân đội ukraina từ bỏ các vị trí cuối cùng của họ và tháo chạy hoảng loạn sau khi quân nga xâm nhập ồ ạt à từ phía bắc và phía tây trên khu vực Kostiantynivka Nga tiến hành cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trong hai năm qua với sự tham gia của khoảng 200 binh lính và 57 xe cơ giới. Hiện tại còn rất ít thông tin về tiến trình của họ, tuy nhiên phía Ukraine tuyên bố lữ đoàn 79 đã bể gãy đợt xung phong ồ ạt này và gây thiệt hại nặng cho lực lượng Moscow. Theo kênh Novosti gần Kupian, lực lượng Moscow đang tiến công trên nhiều khu vực cùng lúc. Ở phía bắc thành phố, họ đang tiến vào Petropavlovka từ khai hướng, từ gần Osani và từ Spepova, Novosenka mới được kiểm soát. Ở phía nam, quân đội Nga cũng đang tấn công Stenmakovka từ nhiều phía. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Ukraine không còn quân dự bị để tự do tăng viện. Lợi dụng điều này, các binh sĩ Nga bắt đầu đột phá từ Pekchani về phía sông Oskon trong khu vực giữa Kolesnikovka và Mansino Choiten. Tại đây, họ sẽ phải tấn công ở vùng đất thấp trong khi các điểm cao vượt trội khai bên sườn vẫn chưa được kiểm soát. Tuy nhiên, do thiếu người nên lực lượng Kiev khó có thể ngăn chặn được cuộc tấn công này. Kênh Riba cho biết lực lượng Moscow và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, phá hủy cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine ở khu vực Odessa lần thứ hai trong hai ngày và tấn công một con dầu gần Zitomi. Đến lượt mình, Kiev tấn công các mục tiêu Nga trong khu vực Kursk và Crimea cũng như tại Zaporizhia và Benkros, khiến 5 người bị thương và một người thiệt mạng. Trên trục Oleksandr Kalinovo, lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát của họ tại Kirovo, thâm nhập sâu hơn vào tuyến phòng thủ của đối phương. Theo hướng Pokrov Abdiivka, quân đội Nga đang chiến đấu tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát quanh khu vực Novoselivka 1 và Progress. Một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODSSA và một xe tăng của Ukraine bị phá hủy trong khu vực này. Theo kênh Military Chronicle, sau khi chiếm Progress, mũi tiến công bắt đầu hướng về phía Nam trong khu vực làng chia Cho đến nay, các báo cáo về cuộc tấn công ngôi làng này vẫn chưa được xác nhận và với mức độ tin cậy cao, chúng ta có thể nói rằng quân đội Nga sẽ chưa tiến vào đó trong một thời gian dài. Tại chia theo các báo cáo từ phía Ukraine, các khu vực kiên cố chính đã bị phá hủy và việc phòng thủ là không thể. Vì vậy, các đơn vị Kiev đang rút lui về phía Tây đến các phòng tuyến mới. Việc phòng thủ theo hướng này do ba lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, 31 và 110 của Ukraine phối hợp chấn giữ. Tuyến đường chính của lực lượng Moscow và theo hướng Pokrov vẫn được giữ nguyên. Đây là tuyến đường sắt dọc theo các điểm cao then chốt. Nó đi thẳng từ Adivka đến Pokrov, vì vậy hướng tấn công chính sẽ vẫn là theo hướng này đồng thời các cánh khoa trên sườn phía Bắc và phía Nam chỉ nở khi cần thiết, chẳng hạn như nếu một đơn vị của Kiev nhận được lệnh dừng cuộc tiến công bằng bất cứ giá nào. Khi các đơn vị Ukraine bị pháo binh và máy bay không người lái hạ gục, quân đội Nga tiếp tục di chuyển dọc theo tuyến đường chính, xuyên qua tuyến đường sắt. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 của Bộ Tổng thăm mưu Ukraine cho biết, trong ngày qua xảy ra 126 cuộc giao tranh, Báo cáo có đoạn, quân đội Nga thực hiện 66 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 105 quả bom KAB, ngoài ra đối phương sử dụng 430 UAV và thực hiện hơn 3.400 cuộc tấn công bằng các loại khỏa lực khác. Bộ Tổng thâm mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy đuổi các đợt xung phong của Nga tại Kharkov, Kupian, Liman, Sovets, Kramatorsk, Torres, Kurakovsky, Vremivsky, Orekhov và Denis Epper. Quân đội Nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrov. Kể từ đầu ngày, họ cố gắng đột phá phòng tuyến của chúng tôi 31 lần gần các khu vực đông dân cư. Lực lượng phòng thủ đẩy lùi 18 cuộc tấn công, 13 cuộc vẫn đang diễn ra. Đội phương đang tập trung nỗ lực gần Novo Aleksandrovka và Vesey báo cáo cho hay. Cảnh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU cho biết, binh lính lữ đoàn cơ giới độc lập 31 của nước này đã thoát khỏi vòng vây của quân Nga trong khu vực phía Bắc Progress, Tây Bắc ADFK, thuộc vùng Donetsk trong đêm 24 đến 25 tháng 7. Có thông tin cho biết, ngày 24 tháng 7 là một ngày cực kỳ căng thẳng và sôi động tại phía Bắc ngôi làng. Báo cáo có đoạn, vào khoảng 14 giờ, đúng như dự đoán, một số trạm quan sát của tiểu đoàn 1 và 3 đã bị bao vây hoàn toàn. Chỉ huy lữ đoàn không ra lệnh rút lui, vì vậy các đơn vị trong khu vực phải đối mặt với những thực tế là những người lính sẽ phải chiến đấu để phá vây. Deep State lưu ý, với sự hỗ trợ của các hành động phối hợp của pháo binh, trinh sát trên không và các lực lượng lân cận, cũng như dưới sự chỉ huy của các sĩ quan trên bộ, những người lính tiểu đoàn 1 và 3 đã có thể thoát khỏi vòng vây bằng toàn bộ lực lượng. Báo cáo cho hay, đó là một hoạt động rất căng thẳng và khó khăn, chỉ cần chậm trễ vài giờ cũng có thể dẫn đến một vòng vây thứ hai. Không cần phải giải thích là truyền thông Nga sẽ tận dụng sự kiện này như thế nào, điều quan trọng nhất là những người lính còn sống và tiếp tục ngăn chặn đối phương. Lữ đoàn 31 và 47 vẫn là trụ cột phòng thủ chính trong khu vực đó, tất nhiên không thể không có sự hỗ trợ của các đơn vị biệt phái vốn khá đông đảo. Marina Poveka, sĩ quan báo chí của Lữ đoàn 31, cũng xác nhận việc họ rút khỏi vòng vây trong một bình luận gửi tới Ukrainska Pravda. Những người lính đã rút lui mà không bị tổn thất dưới sự chỉ huy của các chỉ huy tiểu đoàn và chỉ huy đại đội. Trước đó, Cụm quân Khartysia của Ukraina báo cáo rằng họ đang cố gắng đẩy đối phương ra khỏi progress trên mặt trận Pokrov. Vào ngày 20 tháng 7, theo Deep State, quân đội Nga đã chiếm được ngôi làng. Trong một cuộc phỏng vấn với TSN, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Kiev đã nhận được tín hiệu rõ ràng tại Quảng Châu rằng Trung Quốc không tìm kiếm giải pháp tạm thời mà đang tìm giải pháp bền vững và chiến lược cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Kuleba lưu ý, tôi đã nói về tầm quan trọng của một nền hòa bình công bằng và chính người đồng nghiệp Trung Quốc của tôi cũng nói thêm rằng nó phải công bằng và lâu dài. Điều này rất quan trọng chúng tôi đã nhận được một tín hiệu rõ ràng rằng Trung Quốc không tìm kiếm bất kỳ giải pháp tạm thời, ngừng bắn tạm thời mà đang nỗ lực hướng đến một giải pháp bền vững, mang tính chiến lược cho xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã có cuộc hội đàm tại Trung Quốc với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại đó, ông nói rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng Moscow lại không có sự sẵn sàng như vậy. Ucraina đã đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 25 tháng 7, tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố năm tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng các khoản đầu tư nước ngoài phải được sử dụng hiệu quả trong sản xuất quốc phòng. Ông nói, rõ ràng là lĩnh vực quốc phòng đang trở nên hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Điều quan trọng là các khoản đầu tư nước ngoài cuối cùng đã bắt đầu hoạt động đáng kể và hiệu quả trong sản xuất quốc phòng. Đây là một thành tựu lớn đối với chúng tôi, không chỉ là các khoản từ ngân sách nhà nước mà còn là các khoản đầu tư của đối tác vào sản xuất quốc phòng tại Ukraine. Ông nhấn mạnh, Hôm nay chúng tôi cũng đã quyết định các nhiệm vụ tiếp theo cho Ukro một nhà sản xuất vũ khí và phần cứng quân sự chiến lược của Ukraine và các chuyên gia tên lửa của chúng tôi. Trong nhiều lĩnh vực, hiện chúng tôi không chỉ có tiềm năng hoặc một số kết quả cụ thể mà còn có nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu của lực lượng quốc phòng và an ninh, nguồn cung cấp ngày càng tăng. Ngoài ra, chúng tôi đang chuẩn bị các bước để tăng số lượng và chất lượng UAV tầm xa của mình. Ukraine sẽ luôn có thể bảo vệ lợi ích của mình. Tổng thống Zelensky cũng đề cập rằng ông đã thảo luận với Oleksandr Kamisin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine, và đánh giá. Có những kết quả tốt, nhiều khía cạnh khác nhau đã được thảo luận, bao gồm cả xe bọc thép, UAV và pháo binh của chúng tôi. Cơ quan báo chí của lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 79 Tabria đang tác chiến tại Kurakovsky cho biết, Lực lượng Moscow đồng loạt sử dụng 11 xe tăng, 45 xe bọc thép chiến đấu cùng với quân đổ bộ và một xe tăng chiến đấu hỗ trợ tăng kẻ hủy diệt. Họ cũng tấn công bằng 12 mô tô đột kích nhanh. Đoàn xe cơ giới Nga xuất phát lúc bình minh và tấn công từ nhiều hướng cùng lúc. Báo cáo có đoạn, trinh sát trên không của lữ đoàn 79 đã phát hiện ra lực lượng Nga khi họ vẫn còn ở rất xa trên đường tiếp cận. Pháo binh của chúng tôi ngay lập tức bắt đầu tập kích đội hình chiến đấu đối phương. Lữ đoàn cho biết chi tiết, những chiếc xe tăng và xe bọc thép chiến đấu đầu tiên đã bị chặn lại bởi những người điều khiển máy bay không người lái tấn công. Sau đó các xạ thủ chống tăng bước vào trận chiến, thiết bị của Nga cũng bị nổ bởi những quả mìn. Thống kê sơ bộ kết quả trận đánh cho thấy lính dù Ukraine phá hủy 6 xe tăng và 7 xe chiến đấu bọc thép cùng bộ binh đi kèm của đối phương. Họ đốt hết 12 xe máy, làm thương vong nhiều quân nhân Nga. Theo bình luận từ tờ World Trade ngày 25 tháng 7, đảng Dân Chủ đang tràn đầy năng lượng khi tập trung ủng hộ bà Kamala Harris. Ngược lại, đảng Cộng Hòa dường như đang ở thế bị động, như thể họ không chuẩn bị cho kịch bản này. Mỹ hiện có một cuộc đua tổng thống mà ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa có thể thua. Sự phấn khích trong Đảng Dân Chủ là rõ ràng. Tiền quyên góp đang đổ vào chiến dịch của Đảng Dân Chủ. Không có tiếng nói phản đối nào trong Đảng về việc Phó Tổng thống Kamala Harris được đề cử và báo chí đang ca ngợi bà như một nhân vật lịch sử. Tất cả điều này diễn ra trước Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8 tới, nơi bà sẽ được giới thiệu với công chúng trong những điều kiện thuận lợi nhất. Phó Tổng thống Kamala Harris đang khôn khéo xây dựng chiến dịch của mình như là biểu tượng của tương lai so với quá khứ. Đây là một chiến dịch hiệu quả cho Đảng Dân Chủ giống như các trường hợp của John F. Kennedy, Bill Clinton và Barack Obama. Bà Nikki Haley đã cảnh báo Đảng Cộng Hòa rằng đảng nào chọn ứng cử viên từ thế hệ tiếp theo sẽ có lợi thế trong năm nay và hiện giờ Đảng Dân Chủ đang có lợi thế này sự hưng phấn của đảng dân chủ đã khiến tony fabrizio người thăm dò ý kiến của ông donald trump phải đưa ra cảnh báo về tuần trang mật harris trong các cuộc thăm dò mặc dù ông fabrizio cho rằng đây là điều bình thường và không đáng lo ngại nhưng việc một chiến dịch thừa nhận điều bất lợi trong thăm dò ý kiến là khá hiếm điều này cho thấy chiến dịch của ông trump nhận thức được rằng sự nhiệt tình ủng hộ đảng cộng hòa có thể đã giảm tuy nhiên đảng cộng hòa dường như đang bối rối trước tình hình hiện tại họ đang sử dụng các chiến lược công kích không hiệu quả hoặc thậm chí phản tác dụng dựa trên phân biệt chủng tộc và giới tính việc hạ thấp bà theo cách này bây giờ sau bốn năm làm phó tổng thống có thể khiến các cử tri nữ và các nhóm thiểu số xa lánh một sai lầm khác là yêu cầu tổng thống biden từ chức ngay bây giờ vì ông không thể tái tranh cử việc chỉ trích bà harris vì không có con là một lỗi khác quyết định có con là vấn đề cá nhân, tấn công bà về vấn đề này chỉ làm tăng sự phân hóa văn hóa và khiến nhiều cử tri xa lánh. Bà có hai đứa con riêng, nhấn mạnh đến giá trị của gia đình mà vẫn không gây phản cảm. Một số đảng viên Cộng hòa nghĩ rằng họ có thể chiến thắng bằng cách miêu tả bà Harris là kỳ lạ, nhưng điều này chỉ hiệu quả nếu ứng cử viên phản ứng theo cách đó. Đến nay bà Harris đang thể hiện tốt hơn so với năm 2019 và những ngày đầu làm phó tổng thống Mỹ. Quá nhiều đảng viên Cộng hòa dường như đã bị cuốn vào những tuyên bố chiến thắng từ truyền thông bảo thủ dẫn tới sự tự mãn thái quá. Sự lúng túng của Đảng Cộng hòa cho thấy họ không tin rằng Đảng Dân chủ sẽ thay thế ứng cử viên tuy nhiên khi đảng dân chủ đưa ra quyết định họ hành động một cách cứng nhắc để bảo vệ ưu thế của mình việc tổng thống biden rút khỏi cuộc đua vào giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử là một điều lịch sử nhưng không phải là bất ngờ dù vậy điều đó không có nghĩa là bà harris không bị thách thức bà cần chứng minh rằng mình có khả năng đảm nhiệm vai trò tổng tư lệnh đặc biệt là trong việc bảo vệ chính sách đối ngoại của tổng thống biden cựu tổng thống trump vẫn có lợi thế trong bối cảnh toàn cầu hỗn loạn một yếu tố quan trọng đối với phó tổng thống harris sẽ là thành tích của bà trong các cuộc tranh luận ông trump đã đánh bại tổng thống biden dễ dàng trong một cuộc đối đầu gần đây nhưng bà harris sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy cựu tổng thống sẽ phải đưa ra lập luận về chính sách thay vì chỉ trích cá nhân điều mà ông không phải là thế mạnh dù các vấn đề cơ bản về kinh tế và an ninh vẫn đang hỗ trợ ông trump nhưng hiện tại đây là một cuộc đua có tính cạnh tranh cao như các bạn đã biết, ba ngày trước chúng ta đã đánh bại Joe Biden, tổng thống tệ hại nhất lịch sử. Ông ấy đã rút lui và thua thảm hại trong các cuộc thăm dò. Giờ đây chúng ta có mục tiêu mới để đánh bại, đó là bà Kamala Harris, phó tổng thống bất tài và có quan điểm cực tả nhất trong lịch sử Mỹ. Cựu tổng thống Donald Trump nói tại cuộc vận động tranh cử ở Charlotte, Bắc Carolina ngày 24 tháng 7. Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của ông Trump kể từ khi Tổng thống Joe Biden thông báo ngừng tranh cử và ủng hộ bà Harris trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ chạy đua vào Nhà Trắng. Phát biểu trước đám đông ủng hộ, ông Trump cáo buộc bà Harris thúc đẩy động lực siêu tự do, đứng sau mọi thảm họa của Tổng thống Biden. Ông cũng cho rằng Phó Tổng thống, người được sau nhiệm vụ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của làn sóng di cư từ Trung Mỹ, đã khiến các cộng đồng Mỹ bị tàn phá vì tội phạm nhập cư cựu Tổng thống Trump còn nhắc tới vấn đề quyền phá thai sau khi bà Harris cam kết đưa quyền này vào trọng tâm chiến dịch tranh cử và đấu tranh cho quyền tự quyết định của phụ nữ với thân thể mình. Ông Trump nói, bà ấy muốn cho phá thai vào tháng thứ 8 và thứ 9 của thai kỳ, bà ấy thấy ổn với điều đó, ổn với việc giết một đứa trẻ. Cựu Tổng thống Mỹ cáo buộc bà Harris đã nói dối người dân Mỹ để che giấu tình trạng sức khỏe tinh thần của ông Biden, cho rằng bà không đáng tin và không đủ năng lực để lãnh đạo. Ông Trump chế giễu việc chiến dịch tranh cử của bà Harris gần đây làm nổi bật hồ sơ cựu công tố viên của bà để tương phản với những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang đối mặt. Không chỉ chê bai các vấn đề chính sách, ông Trump còn không ngừng công kích cá nhân bà Harris, liên tục dùng những từ ngữ như điên rồ, xấu xa, mất trí để nhắm vào phó tổng thống Mỹ trong suốt cuộc meeting. Ông Trump giải thích về giọng điệu của mình. Họ nói rằng sau khi bị ám sát hụt, tôi đã thay đổi và trở nên tử tế. Nhưng khi đối mặt với những kẻ nguy hiểm như vậy, bạn không thể quá tử tế. Nên nếu các bạn không phiền, tôi sẽ không nói những lời tốt đẹp nữa, được chứ? Ama Mausa, phát ngôn viên của bà Harris, đáp trả rằng bài phát biểu của ông Trump cho thấy thông điệp đoàn kết mà cựu tổng thống đưa ra sau vụ ám sát hụt ở Pennsylvania đã không còn nữa. Mausa nói, tinh thần đoàn kết đã khép với Donald Trump, ông ấy quay trở lại với lối diễn văn dối rắm kỳ quặc và lan man, thậm chí còn ca ngợi Hannibal Lecter qua cố vĩ đại. Trong bài phát biểu ở Charlotte, thì, Trump giải thích rằng ông thường xuyên đề cập tới Hannibal Lecter, nhân vật bác sĩ ăn thịt người trong phim Sự im lặng của bầy cừu, vì đây là câu chuyện có thật. Ông Trump nói, Họ phát dồn lên mỗi khi tôi nói về Hannibal Lecter qua cố vĩ đại, cho rằng tôi có vấn đề về nhận thức. Không, đó là câu chuyện có thực, thêm rằng Hannibal Lecter là người đàn ông đáng yêu, muốn biến bạn thành bữa tối. Phát ngôn viên Mausa tuyên bố, người dân Mỹ sẽ không bị đánh lửa. Vào tháng 11 này, họ sẽ chọn giữa chương trình nghị sự của ông Trump gồm cấm phá thai toàn quốc, tự trao cho bản thân quyền lực không hạn chế, không bị kiểm soát, hoặc chọn phó tổng thống Harris đang đấu tranh bảo vệ tự do, đảm bảo mọi người Mỹ đều bình đẳng. Tổng thống Biden, 81 tuổi, đã tuyên bố dừng tranh cử vì lợi ích cao nhất của đất nước và sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ còn lại. Ông thông báo ủng hộ Phó Tổng thống Harris, 59 tuổi, làm ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử. Bà Harris tuyên bố đã thu thập đủ sự ủng hộ trong Đảng Dân Chủ để trở thành ứng viên đại diện Đảng ra tranh cử vào tháng 11. Bà cũng cam kết sẽ đánh bại ông Trump, ứng viên Tổng thống Cộng Hòa. Kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ông Trump và bà Harris có tỷ lệ ủng hộ xích sao. Trong một tuyên bố ngày 24 tháng 7, Bộ này cho biết lực lượng Nga đã phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 của Ukraine tại Krasny Liman. Thị trấn này nằm cách thành phố chiến lược Slavyansk khoảng 30 km về phía đông bắc, một trung tâm hậu cần quan trọng hiện nằm ở phía sau tiền tuyến. Theo các quan chức Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Iskander M và phá hủy toàn bộ nhân sự bên trong trụ sở chính, cũng như hai xe chỉ huy và điều khiển máy bay không người lái, 10 UAV, hơn 300 máy bay không người lái FPV, một thiết bị cột anten và ba xe địa hình. Đoạn video do bộ này công bố cho thấy cảnh quay trên không của một số ngôi nhà trong khu định cư. Một trong số đó được nhìn thấy bị trúng tên lửa, tạo ra sóng xung kích theo mọi hướng và một luồng khói bốc lên không trung mái của một trong những tòa nhà mà bộ này cho biết là trạm điều khiển máy bay không người lái đã bốc cháy và có thể nhìn thấy một số xe quân sự của Ukraine kéo đến bên cạnh nó. Nga thường xuyên sử dụng tên lửa siêu thanh Iskander có thể mang theo tải trọng 700 kg lên đến 500 km để tấn công các mục tiêu của Ukraine, bao gồm cả những mục tiêu ở xa tiền tuyến. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng đã công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa thành công vào một cơ sở ở vùng Kharkov, nơi mà họ cho biết là nơi ở của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây. Khoảng 50 người trong số họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ coi quân nhân và thiết bị nước ngoài do Ukraine sử dụng là mục tiêu hợp pháp. Đồng thời, Moscow vẫn khẳng định rằng họ chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, chứ không phải dân thường. Kênh military Sumari đưa tin chiến dịch tấn công Pokrov-Adivka của Nga đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, đẩy lực lượng Kiev rơi vào tình thế tồi tệ nhất. Theo hướng Kubian, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Pichan, nơi vào năm và có thể tiến xa hơn về phía Tây sau các cuộc phản công thất bại của Ukraine. Tại phía Tây Kalichivka, quân đội Nga đã giành được thêm lãnh thổ và kiểm soát nhiều vị trí hơn dọc theo các cánh đồng. Giữa Lozu Vaske và Progress, nhiều binh sĩ Kiev bị bao vây vì ban chỉ huy lữ đoàn 31 Ukraine ra lệnh cấm rút lui. Nhiều kênh truyền thông Ukraine đang chỉ trích quyết định này. Ngoài ra, ở phía Tây và phía Nam Progress, quân đội Nga đang tiến dọc theo các cánh đồng và chiếm được nhiều vị trí hơn. Một đoạn video quay cảnh lính Nga dương cờ ở Novoselivka Persa cho thấy ngôi làng đã thất thủ. Tại Krasnokhorivka, lực lượng Moscow đang tiến về phía Tây và cố gắng bao vây quân Ukraine ở phía Bắc thành phố. Ở Kharkov, lực lượng Kiev đã giành được thêm lãnh thổ ở phía Tây Staritsia, tiến từ phía Tây và phía Nam vào làng. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với Guardian tại vùng Saporizhia được cho là có hơn 90.000 binh sĩ Nga đang tập trung cho cuộc tấn công ở khu vực này. Ngoài ra, nhân lực của Moscow và ở khu vực tác chiến đặc biệt được cho là đã lên tới 520.000 người và có kế hoạch gia tăng gần 700.000 người vào cuối năm nay. Kênh Doka cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn novoselokka pervaya Việc chiếm giữ ngôi làng này đã mở đường cho các mũi xung kích Nga đến Selanoye, nơi đặt trung tâm điều hành và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, điều này có thể được ngăn chặn bởi sông Vontia, hay đúng hơn là những cây cầu bắc qua nó có thể bị lực lượng Kiev phá hủy trong khi rút lui. Quân đội Nga từ phía Progress bắt đầu tấn công Vontia, cũng tiếp cận ngôi làng từ Evgenovka. Được biết, quân đội trú Volchi của Ukraine đã chọn cách rút lui. Quân đội Nga chiếm các vị trí của đối phương ở phía nam Lozovatsky, sau đó băng qua các cánh đồng tiến đến vùng ngoại ô phía nam của Timo Fefka và Ivanovka. Đây là cách lực lượng Moscow và tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn của mình trước cuộc đột phá từ Progress dọc theo tuyến đường sắt đến Selanoye. Theo kênh RIBA, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine ở vùng Odessa và thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào Kharkov. Theo hướng Slobozhansky Kharkov, bố cục của tiền tuyến đã được làm rõ ở khu vực Starysia và tại Kliboke, quân đội Nga đã khôi phục quyền kiểm soát ngôi làng. Tại Adyipka, lực lượng Moscow đã treo quốc kỳ ở ngoại ô phía tây Novoselivka Persa, đánh dấu việc chính thức giành quyền kiểm soát ngôi làng này. Ở tay Progress, một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley khác của Ukraine đã bị máy bay không người lái phá hủy. Kênh SGS cho biết, lực lượng Moscow và tiếp tục gây áp lực lên phía tây bắc Krasnogorivka, đẩy binh sĩ đối phương ra vùng ngoại ô phía tây bắc, đồng thời hình thành một vòng vây tới cụm quân Ukraine ở khu trung tâm. Với diễn biến bất lợi nghiêm trọng, rất có thể lực lượng Kiev sẽ phải rút lui ra khỏi thành phố và tái triển khai tuyến phòng thủ dự bị tiếp theo. Khả năng Krasnogorivka sụp đổ dường như chỉ là vấn đề thời gian. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo tính đến 22 giờ ngày 24 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 125 xung đột đã xảy ra trên mặt trận, tình hình căng thẳng các hướng Pokrov, Abdiivka và Kurakov. Đối phương cũng hoạt động khá tích cực ở các hướng Liman, Gramatos và Vremiv. Báo cáo có đoạn, trong vòng 24 giờ qua, đối phương tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 4 tên lửa, 47 cuộc không kích, ném 59 quả bom KAB và sử dụng 550 UAV. Họ cũng tiến hành 3.313 cuộc tấn công bằng các loại khỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản để đuổi các cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, Kupian, Liman, Sversky, Kramatorsk, Torres, Fremiv, Orekhov và Dnieper. Đội phương đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi theo hướng Pokrov mươi 27 lần sau cuộc tấn công đang diễn ra. Theo thống kê sơ bộ, Moscow bị tổn thất đáng kể với hơn 200 quân nhân, trong đó có 63 người thiệt mạng. Một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, một hệ thống pháo binh và 9 phương tiện đã bị phá hủy cùng 3 phương tiện bị hư hỏng, báo cáo cho hay. Trên hướng Kurakovsky, đối phương đã xung phong 29 lần, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 22 cuộc tấn công, 5 trận đánh đang diễn ra. Ngoài ra, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Krasnogorovka. Bộ Tổng tham mưu thông tin chi tiết. Ukrainska Pravda đưa tin rằng sáng nay ngày 25 tháng 7, lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động trên các đường tiếp cận Kiev và vùng Kiev đánh chặn cuộc tấn công của UAV Nga. Theo đó, từ trước nửa đêm, các nhóm UAV Nga đã được phát hiện và từ sau 0 giờ liên tục có các cảnh báo cập nhật về vụ tập kích đường không. Cơ quan quân quản Kiev trên Telegram thông báo UAV được phát hiện trong không phận, lực lượng phòng không đang tấn công các mục tiêu. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân trú ẩn cho đến khi kết thúc cảnh báo không kích và tự bảo đảm an toàn cho bản thân. Ngoài ra, chính quyền yêu cầu sự im lặng thông tin không ghi lại hoặc đăng tải công việc của lực lượng phòng vệ lên mạng vào lúc 3 giờ 43 phút sáng, tức 7 giờ 43 theo giờ Việt Nam, cơ quan chức năng Kiev đã báo cáo về hoạt động của các hệ thống phòng không trên các hướng tiếp cận thủ đô. Kết quả và hậu quả của vụ tấn công đang được làm rõ. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 24 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã nghe báo cáo về việc huấn luyện kiếp chắc thủ và triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Ukraine nhà lãnh đạo cho biết đội ngũ của ông đã lập kế hoạch làm việc cho tháng 8. Ông nói, đã có một lịch trình làm việc rõ ràng và các thỏa thuận sơ bộ đã được thực hiện, bao gồm cả các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trong mùa bầu cử mới trên thế giới. Ukraine sẽ nhận được mọi thứ cần thiết để tồn tại và đạt được các mục tiêu của mình. Hôm nay đã có một số cuộc gặp, trong đó làm rõ hơn về cả nhiệm vụ và nhu cầu. Có một báo cáo của người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Oleg Ivatchenko về những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần và những cơ hội nào Ukraine cần tận dụng. Ông Zelensky nêu chi tiết. Chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện chi tiết với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về việc đảm bảo các nhiệm vụ quân sự trong tháng này. Chúng tôi đang chuẩn bị tin tức, Hôm nay tôi cũng đã thảo luận với Tổng tư lệnh Alexander Sinsky có báo cáo về mặt trận và các hoạt động phòng thủ. Đài TSN của Ukraine vào ngày 23 tháng 7 dẫn lời ông Dmitry Likovi, đại diện phát ngôn của nhóm tác chiến Tavia cho biết lực lượng Nga đang tăng cường quân lực ở tỉnh Zaporizhia. Ông Likovi nói, nói tới số lượng quân Nga ở Zaporizhia thì hiện nay có gần 90.000 người và con số này đang tăng lên, trong vòng 3 tuần trở lại đây đã có thêm 2.000 người. Trước đó, Cố vấn Thị trường Mariupol Petro Andriushchenko lưu ý rằng Nga đang ô tập kết quân về phía Zaporizhia. Việc tái triển khai các đơn vị vũ trang Nga tới Zaporizhia được thực hiện thông qua Bryans và Primovs. Lực lượng Nga cũng đang tiến về hướng Tomac, tức là đến gần tiền tuyến hơn. Xu hướng leo thang chiến tranh đã được ghi nhận trong vài tuần qua. Lực lượng Nga đang tiếp tục nã hỏa lực dày đặc vào Zaporizhia, sử dụng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa đa nòng. Theo kênh tin tức Ukrainian Nation News gọi tắt là UNN, vào ngày 23 tháng 7, chỉ trong vòng 24 giờ, Nga đã phát động tới 463 đợt tấn công vào Zaporizhia, đưa 11 khu định cư tại đây vào tầm ngắm. Bình luận về việc Nga tập kết 90.000 quân ở Zaporizhia, đài TSN dẫn lời chuyên gia quân sự, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Vladislav Seleniov nhận định Nga đang có kế hoạch tập trung vào Nam Zaporizhia trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục các cuộc tấn công ở Bắc Kharkiv. Ông Seleniov cho rằng các nỗ lực tấn công ác liệt của Nga có thể sẽ được đẩy mạnh trong vài tháng tới. Vị chuyên gia lưu ý, thời gian gần đây, cư dân ở Mariupol liên tục báo cáo về sự xuất hiện của các tàu quân sự cũng như các tàu vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga. Ông Selenyov nói, tôi nghĩ rằng phía Nga đang tích lũy nguồn lực ở đó, tức là Mariupol, và sẽ tìm cách sử dụng những nguồn lực này một cách hợp lý theo hướng Zaporizhia. Ngoài các điểm trên, ông Selenyov cho biết Nga sẽ không ngừng tấn công ở Bắc Kharkiv Thời gian qua, Nga đã luân chuyển các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 tới khu vực này. Gần đây, Lữ đoàn 155 đã tham chiến ở Kramatos. Các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 đang chiến đấu ở Nam Kherson cũng được điều động tới Kharkiv. Ông Seleniov nói hiện phía Nga đang điều động thêm nhiều đơn vị trực thuộc quân đoàn 44 tới khu vực đó, tức là Bắc Kharkiv. Các đơn vị này gần đây đã có mặt tại Kursk. Lập trường của ông Putin về việc thiết lập một vùng đệm ở biên giới Ukraine vẫn không thay đổi. Quân đội Nga đang liên tiếp được luân chuyển tới đây, bất chấp tổn thất. Đài TSN của Ukraine vào ngày 23 tháng 7 dẫn lời ông Dmitry Likovy, đại diện phát ngôn của nhóm tác chiến Tavia cho biết lực lượng Nga đang tăng cường quân lực ở tỉnh Zaporizhia. Ông Likovy nói, nói tới số lượng quân Nga ở Zaporizhia thì hiện nay có gần 90.000 người và con số này đang tăng lên trong vòng 3 tuần trở lại đây đã có thêm 2.000 người. Trước đó, Cố vấn Thị trường Mariupol Petro Andriushchenko lưu ý rằng Nga đang ô ạt tập kết quân về phía Zaporizhia. Việc tái triển khai các đơn vị vũ trang Nga tới Zaporizhia được thực hiện thông qua Bryans và Primovs. Lực lượng Nga cũng đang tiến về hướng Tomac, tức là đến gần tiền tuyến hơn. Xu hướng leo thang chiến tranh đã được ghi nhận trong vài tuần qua. Lực lượng Nga đang tiếp tục nã hỏa lực dày đặc vào Zaporizhia, sử dụng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa đa nòng. Theo kênh tin tức Ukrainian Nation News gọi tắt là UNN, vào ngày 23 tháng 7, chỉ trong vòng 24 giờ, Nga đã phát động tới 463 đợt tấn công vào Zaporizhia, đưa 11 khu định cư tại đây vào tầm ngắm. Bình luận về việc Nga tập kết 90.000 quân ở Zaporizhia, Đài TSN dẫn lời chuyên gia quân sự, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Vladislav Seleniov nhận định Nga đang có kế hoạch tập trung vào Nam Zaporizhia trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục các cuộc tấn công ở Bắc Kharkiv. Ông Seleniov cho rằng các nỗ lực tấn công ác liệt của Nga có thể sẽ được đẩy mạnh trong vài tháng tới. Vị chuyên gia lưu ý, thời gian gần đây, cư dân ở Mariupol liên tục báo cáo về sự xuất hiện của các tàu quân sự cũng như các tàu vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga. Ông Serlanyov nói: "Tôi nghĩ rằng phía Nga đang tích lũy nguồn lực ở đó, tức là Mariupol, và sẽ tìm cách sử dụng những nguồn lực này một cách hợp lý theo hướng Zaporizhia. Ngoài các điểm trên, ông Serlanyov cho biết Nga sẽ không ngừng tấn công ở Bakhmut. Thời gian qua, Nga đã luân chuyển các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 tới khu vực này. Gần đây, Lữ đoàn 155 đã tham chiến ở Kramatos. Các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 đang chiến đấu ở Nam Kherson cũng được điều động tới Kharkiv. Ông Seleniov nói hiện phía Nga đang điều động thêm nhiều đơn vị trực thuộc quân đoàn 44 tới khu vực đó, tức là Bắc Kharkiv. Các đơn vị này gần đây đã có mặt tại Kursk. Lập trường của ông Putin về việc thiết lập một vùng đệm ở biên giới Ukraine vẫn không thay đổi. Quân đội Nga đang liên tiếp được luân chuyển tới đây bất chấp tổn thất. Ngoài tập kết một lượng lớn quân, trong thời gian qua, Nga đã thử nghiệm các chiến thuật mới theo hướng Zaporizhia. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Natalia Humaniuk, người đứng đầu trung tâm báo chí của lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết, phía Nga đã phân tán lực lượng giữa các khu định cư Dobotin và Verbove đều thuộc vùng Zaporizhia để đo lường sức mạnh phòng thủ của Ukraine. Bên cạnh đó, tại Zaporizhia, Nga đang áp dụng một chiến thuật được giới truyền thông gọi là phòng thủ đàn hồi hay phòng thủ theo vị trí, trong đó các vị trí chiến đấu được phòng thủ kỹ lưỡng với các vành đai mìn và chướng ngại vật dày đặc, đồng thời có pháo binh yểm trợ. Theo học thuyết của Nga, chiến thuật phòng thủ theo vị trí được thiết lập để gây ra tổn thất tối đa cho đối phương bằng cách giữ vững các vị trí phòng thủ, đồng thời bảo vệ được các mục tiêu quan trọng. Theo TSN, trong bối cảnh chiến trường có nhiều diễn biến phức tạp, ngay trong ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành một cuộc họp với Tổng tư lệnh Oleksandr Zizky và Tham mưu trưởng Anatoly Bahilevich. Trong cuộc họp, ông Zizky và ông Bahilevich đã lần lượt báo cáo về những thay đổi trong tình hình tác chiến, các dự báo, hướng hành động tiếp theo và kế hoạch bố trí nhân sự của các lữ đoàn để tiến hành luân chuyển kịp thời một trong những hướng mà ukraine chú trọng là khả năng tiến hành các đợt tấn công vượt ra bên ngoài giới tuyến với nga ông zelensky cho biết trong một thông báo sau cuộc họp khả năng tấn công vượt ra bên ngoài giới tuyến đang được chú trọng chúng tôi đã phân tích hiệu quả các loại máy bay không người lái và chiến thuật của quân đội nga trong việc sử dụng phương tiện này các vấn đề liên quan tới năng lực tác chiến điện tử của ukraine và các phương tiện đối phó máy bay không người lái cũng được đưa ra thảo luận Vùng Zaporizhia là trung tâm công nghiệp lớn của Ukraine, nổi tiếng với các ngành công nghiệp nặng như sản xuất thép, nhôm, động cơ máy bay và ô tô. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm gần thành phố Inhoda là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Trong cuộc xung đột hiện tại với Nga, Zaporizhia có vị trí chiến lược quan trọng. Việc kiểm soát khu vực này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine. Ngày 21 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga đã tấn công hai cuộc tập trung quân của lực lượng vũ trang Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích và cho biết đã vô hiệu hóa 240 binh sĩ Ukraine và hơn 60 thiết bị. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống tác chiến chiến thuật Iskander M đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa theo nhóm nhằm vào hai đội quân, có cả binh sĩ và thiết bị quân sự của lữ đoàn cơ giới số 41 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở gần Bavenkovo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các thiết bị bị phá hủy bao gồm 14 xe bọc thép Mark do Mỹ sản xuất, 10 xe chiến đấu bọc thép Senato do Canada sản xuất, 7 xe bọc thép trở quân, 2 xe chính sát chiến đấu, 5 xe cứu hộ bọc thép và hơn 20 xe tải. Việc xe bọc thép Macro bị phá hủy trên chiến trường nhận được sự chú ý của truyền thông, bởi loại xe này rất được kỳ vọng khi bị cung cấp cho Ukraine. MacPro được thiết kế bởi công ty Navista International của Mỹ, hợp tác với công ty Blasan của Israel. Xe có tổng trọng lượng 18,65 tấn, bề rộng 2,51 m và chiều cao là 2,92 m. MacPro sử dụng khung gầm xe tải International Workstar 7000, trang bị động cơ V6 MaxForce D9 3I6 I6 dung tích 9,3 lít công suất 375 mã lực cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa là 105 km h tầm hoạt động 600 km. Tên lửa Iskander M của Nga có tầm bắn gần 500 km, nó có thể được trang bị nhiều đầu đạn thông thường khác nhau, bao gồm đầu đạn chùm, đầu đạn nổ tăng cường nhiên liệu không khí, đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, đầu đạn xuyên đất để phá bong kè và thiết bị xung điện tử cho nhiệm vụ chống radar. Tên lửa Iskander M có khả năng cơ động cao được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quan tính hỗ trợ GLONASS. Nó cũng có thể được trang bị một đầu dò quang học với hệ thống tương quan diện tích lập bản đồ số hóa để dẫn đường đầu cuối. Nga đã tăng sản lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây 2 năm. Trong những năm gần đây, quân đội Nga bắt đầu dựa nhiều hơn vào các loại tên lửa Iskander M để nhanh chóng tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Ukraine cũng như các địa điểm tập trung quân của lực lượng Kiev ngày 21 tháng 7, TASS thông tin theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã kiểm soát Rozhokha ở Cộng hòa Nhân dân Lugang tự xưng, petronoye nizny ở khu vực Kharkov trong 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của Cụm quân phía Tây đã kiểm soát khu định cư Rozhokha ở Cộng hòa Nhân dân Lugang tự xưng và petronoye nizny ở vùng Kharkov, đồng thời chiếm giữ các tuyến phòng thủ và vị trí có lợi hơn. Đồng thời, trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Đông của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình, đánh bại nhân lực và trang thiết bị của năm lữ đoàn Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Đông của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật, đánh bại nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 72, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 58 của lực lượng vũ trang Ukraine. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 120, lữ đoàn 17 và 21 của vệ binh quốc gia tại các khu vực định cư Optias, Vodyanoye, Novosenka, Prechistovka, Yadonoye và Stefoye thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng. Các đơn vị của quân đội Nga cũng đã đẩy lùi một cuộc phản công của lữ đoàn phòng thủ trên bộ số 102 trên mặt trận tình hình hiện rất căng thẳng ở nhiều nơi khi Nga đẩy mạnh tấn công. Kênh Military Summary đưa tin, dọc theo biên giới Kharkov, lực lượng Kiev giành lại được phần lớn ngôi làng Sotnitsky Kozachov. Tuy nhiên, ở Lipsy, họ được cho là đã từ bỏ các vị trí của họ ở Gliboke, lùi về các vị trí phòng thủ ở phía nam ngôi làng. Trong khi đó, tại Sarisia, đoạn phim được định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine đang tiến về phía tây nam ngôi làng, kiểm soát những vị trí đầu tiên. Về phía Kupyans, các nguồn tin của Nga cho rằng lưu lượng của họ đã kiểm soát hoàn toàn làng Sinkipka, nhưng điều này chưa thể được xác nhận độc lập. Theo hướng Torres, lực lượng Moscow đã giành được nhiều ngôi nhà dân sự hơn ở Pipnikne, phía đông các tòa nhà cao tầng. Tại New York, đoạn phim định vị địa lý cho thấy quân đội Nga kiểm soát hầu hết quận Petrov-Kazakura. Trên mặt trận Abdipka, ở phía tây Progress, lực lượng Moscow đã xâm nhập nhiều vị trí dọc theo cánh đồng. Cùng với đó, các cuộc tấn công vào làng Vopche đang bắt đầu từ phía bắc. Một đoạn video do UAV Ukraine ghi lại cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực phía nam của Novoselivka, Persa. Kiev đang rút lui. Tại Krasnogorivka, đoạn phim được định vị địa lý cho thấy quân đội Nga cũng đã giành được các ngôi nhà dân sự ở phía đông tiếp tục tiến xa hơn về phía bắc. Theo kênh Tidovka, lực lượng Moscow hầu như đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogodivka, đang tiến tới Kudakovo. Cụ thể, các đơn vị của họ đã kiểm soát khu vực công viên cũng như là khu vực tư nhân lân cận. Nhận thấy tình hình thực tế rất nghiêm trọng là nguy cơ bị bao vây, Ukraine bắt đầu rút lui khỏi thành phố, rời khỏi vùng ngoại ô ở phía Tây. Quân đội Ukraine nắm giữ một dãy nhà hẹp ở phía bắc Krasnogodivka và trang trại quốc gia Lenin liền kề rất có thể ở đây cũng vậy, sau những trận tập kích của đối phương, họ sẽ sớm rút lui. Từ những động thái trên có thể thấy rõ rằng quân đội Ukraine đang rút lực lượng đồn trú trong thành phố về tuyến phòng thủ dự bị. Nhiều khả năng họ đã lên kế hoạch thiết lập, sử dụng hệ thống công sự ngay sát maximy Yanovka. Từ ngôi làng này chỉ vài km là đến Kurakovo, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã chủ động tiếp cận nơi này, và trước khi kết thúc trận chiến giành Krasnogorivka, họ tiến vào Maksimiyanovka, chiếm khoảng một phần tư ngôi làng. Theo kênh T3, trong ngày qua, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở khu vực Sumy-Kharkov, trong khi ở khu vực Mykolaiv, sân bay Vodnesen bị tấn công. Kiev thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV khác trên bán đảo Crimea và tại vùng Krasnodar, họ đã tấn công một chiếc phà đường sắt ở cảng ca. Trên trục Kupyaz, Svatove, sau một thời gian dài tạm dừng, đã xuất hiện cảnh quay về nỗ lực của lực lượng Moscow nhằm tiến vào khu vực Sinkipka với lực lượng của các nhóm cơ động nhỏ trên xe máy. Theo hướng Oleksandrivka Kalinovo, lực lượng Kiev đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Nga bằng tên lửa phòng không vác vai Manpass tại làng Choiske, phi công đã nhảy dù thành công và được sơ tán về phía sau. Tại Poklops Abdipka, các đơn vị Nga đang chiến đấu để giành một cứ điểm ở Vodvizipka cũng như trên đường tiếp cận Lozuvatka, trong khi xa hơn về phía nam, họ đang tiến vào Novoselipka Pesa. Ở Donetsk, Ukraine cố gắng duy trì quyền kiểm soát phần phía bắc Krasnokotipka, trong khi phần lớn thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Trong vài tuần qua, quân đội Ukraine đã cố gắng tăng viện cho khu vực Kharkov, nhưng việc tích lũy đủ lực lượng và đưa họ vào thế trận ngày càng trở nên khó khăn. Có một số lý do giải thích cho điều này, nhưng tất cả ảnh hưởng chung đến khả năng tiến hành các trận chiến hiệu quả của cụm binh lực này. Trước hết là từ quyết định chính trị ở Kiev, nếu một quyết định cơ bản về việc tiến hành một chiến dịch tương tự như ở Karinki được đưa ra, thì bất kỳ yếu tố nào khác, bao gồm cả tổn thất, có thể xảy ra đều khó có thể buộc chỉ huy ukraine và ban lãnh đạo nước này nói chung thay đổi quan điểm của họ tại thời điểm này lực lượng kiev đang cố gắng thăm dò một số khu vực nhất định trong vùng kharkov trong chuỗi làng từ tersikunov đến lipsi trang thiết bị quân sự nhân lực đang được tích lũy trong khu vực veliki buluk một nhóm tấn công của ukraine và các lực lượng phối thuộc khác cũng đang được tập trung Phần thứ ba của nhóm hội tụ tại khu vực làm Pechenegi, nơi tên lửa Iskander Nga thường xuyên tập kích. Tuy nhiên, nếu Ukraine chỉ tích lũy nhóm này là không đủ. Khó khăn nằm ở chỗ, việc tập trung binh sĩ phương tiện theo bất kỳ hướng nào sẽ chỉ ra rõ ràng khu vực tiềm tàng bị tấn công. Điều này sẽ cho phép lực lượng Moscow chuẩn bị ngăn chặn cuộc tấn công, đồng thời có những nghi ngờ rằng Kiev sẽ có đủ binh lực cho cả hoạt động tấn công hoặc đánh nghi binh. Đối với một hoạt động tấn công lớn, cần đảm bảo nguồn cung cấp ổn định và tất cả các loại hỗ trợ trong mọi hoạt động. Đồng thời, kể từ tháng 5, quân đội Nga đã tấn công các cây cầu ở khu vực Kharkov. Rất có thể, bằng cách này, họ đang tham gia vào các hoạt động định hình, đồng thời làm phức tạp việc điều động lực lượng và quân dự bị của đối phương. Hãy lưu ý rằng trong trường hợp này, chúng ta không nói về việc cô lập khu vực hoạt động, vì các lực lượng của Ukraine đang được tự do tiến vào khu vực Kharkov. Tình trạng này gây khó khăn cho việc tập trung lực lượng phương tiện, nếu không có thì không thể tiến hành cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, với áp lực chính trị từ Kiev, có khả năng quân đội Ukraine có thể thực hiện các hành động tấn công ngay cả khi chưa thực sự sẵn sàng. Ngoài ra, tình huống như vậy buộc họ phải sử dụng một số tuyến đường hạn chế, khu vực lưu trữ nhiên liệu, dầu bôi trơn, đạn dược vân vân. Điều này giúp Nga dễ dàng phát hiện các khu vực tập trung trung tâm kiểm soát không lưu, nhà kho, trung tâm hậu cần của đối phương, những nơi này thỉnh thoảng bị tấn công bởi không quân, tên lửa, pháo binh Nga. Điều gây tò mò là phần lớn, nếu không phải tất cả, các cây cầu bắc qua sông Volchia cũng như một số cây cầu lớn ở các khu vực lân cận đã bị phá hủy từ lâu. Điều này thực sự đã tước đi cơ hội tấn công tổng lực dọc theo sông Volchia của lực lượng Kiev, toàn bộ khu vực Volchans của mặt trận các đơn vị bộ binh của quân đội ukraine hầu như không có cơ hội sống sót nếu không có sự hỗ trợ cơ giới vấn đề này không thể giải quyết được trong tương lai gần lựa chọn duy nhất hiện có là tổ chức các cuộc tấn công bằng sóng người lè tẻ kết quả đã được biết trước tuy nhiên khả năng các cuộc tấn công này leo thang thành một cuộc tấn công toàn diện dọc mặt trận vẫn là rất thấp Ukrainskaya Pravda đưa tin báo cáo tính đến 22 giờ ngày 23 tháng 7 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua đã xảy ra 99 vụ động độ, trong đó có 22 vụ đang diễn ra. Đối phương hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrovsk, Avdiivka, họ thực hiện một phần ba tổng số cuộc tấn công ở đó. Báo cáo có đoạn, quân đội Nga đã phóng hai tên lửa, tiến hành 32 cuộc không kích, dùng 48 bom KAB cũng như là 498 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời tiến hành 2462 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramators, Torres, Kurakovsky. Theo hướng Pokrovsk-Abdipka, 9 cuộc tấn công của quân đội Nga tiếp tục diễn ra. 24 nỗ lực tiến quân khác của đối phương đã bị chặn lại, báo cáo cho hay. Ukraine đưa tin Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hải quân nước này cùng với các đơn vị khác đã gây thiệt hại đáng kể cho chiếc phà Slavyanin của đối phương ở Càng ca trong cuộc tấn công vào ngày 23 tháng 7. Báo cáo có đoạn một kết quả khác của hành động phối hợp giữa các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ, chiếc phà của Nga bị hư hại đáng kể ở Càng ca Lực lượng Moscow được cho là đã sử dụng chiếc phà để vận chuyển toa tàu, phương tiện, container cho mục đích quân sự. Slavyanin là chuyến phà đường sắt thứ ba và cuối cùng mà Nga có trong khu vực. Trước đó, Thống đốc vùng Krasnodar của Nga Veniamin Kondachev cho biết sáng ngày 23 tháng 7, phương tiện không người lái của đối phương đã tấn công một tàu phà ở càng cấp ca. Một đám cháy bùng phát. Các nhà phân tích của kênh Deepset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, chỉ ra rằng lực lượng phòng vệ có nguy cơ bị bao vây tại Progress ở Donetsk. Báo cáo có đoạn, đối phương đang cố bao vây một phần của nhóm lực lượng phòng vệ tại Progress, không có lệnh rút lui. Deepset lưu ý rằng họ đã tiếp cận được với các binh sĩ từ tiểu đoàn 1 và 3 của lữ đoàn độc lập số 31, những người đã chiến đấu trong vòng vây vài ngày qua. Báo cáo chỉ ra rằng phía nam vascoe Nga đã hình thành một nút cổ chai và đang cố gắng đến gần Ivanovka nhất có thể. Báo cáo cho biết thêm, tình hình tác chiến và chiến thuật trở nên nguy cấp vào cuối tuần do sự rút lui hỗn loạn của một trong các lữ đoàn bộ binh. Lữ đoàn 47 đến ứng cứu đã không thể cầm chân được đối phương, có quân số vượt trội hơn. Dipset cho hay các chiến binh của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 31 báo cáo về những rủi ro và hiệu quả có thể xảy ra với ban chỉ huy tiểu đoàn. Tuy nhiên, các chỉ huy muốn các chiến binh tiếp tục chiến đấu trong vòng vây cho đến người lính cuối cùng. Hầu như không có đại đội nào còn nguyên vẹn đội ngũ lãnh đạo bởi vì chỉ huy của họ bị thương hoặc thiệt mạng. Chúng tôi hy vọng rằng quyết định đúng đắn sẽ được đưa ra, điều này sẽ cứu được mạng sống con người để tiếp tục chiến đấu chứ không phải là đổ bộ trong vài giờ về mặt chiến thuật, các binh sĩ khẩn thiết yêu cầu. Dipset cho biết thêm rằng Nga đang xâm nhập vào Volche để tiếp tục các hoạt động tấn công ngôi làng trong ngày. Các nhà phân tích lưu ý rằng những hành động như vậy của đối phương sẽ tạo ra thêm một số vấn đề khó khăn trong việc phòng thủ. Ngoài ra, theo Dipset, quân đội Nga đã giành được làng Pechandoye ở khu vực Donetsk Báo cáo viết, đối phương kiểm soát làng Pechanoye và tiến vào Novosilka Pervaya, gần Volchye và Progress. Hôm 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công một cứ điểm triển khai tạm thời huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây ở Kharkiv, tỉnh Đông Bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo công bố hình ảnh về vụ tấn công. Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander M đã thực hiện một cuộc tấn công vào cứ điểm triển khai tạm thời huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây ở làng Dekachi, vùng Kharkiv. Kết quả là khoảng 50 huấn luyện viên phương Tây thiệt mạng sau vụ tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp những tổn thất trên chiến trường, nhiều cố vấn lính đánh thuê phương Tây vẫn tới Ukraine tham chiến. Quân đội Nga coi họ là mục tiêu cần tiêu diệt. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, kể từ cuối tháng 2 năm 2022, khoảng 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã tới Ukraine tham chiến, khoảng 6.000 tay súng trong số này bị triệt hạ. Cùng ngày 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã kiểm soát làng Ivano Daryevka, vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị thuộc cánh quân Yup đã tác chiến tích cực và kiểm soát làng Ivano Daryevka thuộc tỉnh Donetsk và cải thiện vị trí trên chiến trường. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ chiến đấu, cánh quân rút đã tấn công các đơn vị thuộc 11 lữ đoàn Ukraine ở các khu vực Kalinin, Venekamensky, Antonovka, Krasnogorovka, Konstantinovka, Zaliniansky và Chasovya đều thuộc vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho hay đối phương tổn thất 750 binh sĩ, một xe thiết giáp cố giáp và 6 phương tiện cơ giới. Theo RIA Novosti, làng Ivano nằm bên bờ sông Staryaya, Vlodva, cách Sivers, thành phố thuộc Donetsk, khoảng 8 km về phía đông nam. Bằng việc kiểm soát làng Ivano Derievka, quân đội Nga có thể tạo trụ đứng và tấn công Sivas từ hướng đông nam. Sivas hiện tại là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của lực lượng Ukraine ở vùng Donetsk. Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố mới từ phía Nga. Hãng tin Reuters Anh ngày 22 tháng 7 dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết mặt trận Pokrov đang nguy cấp. Lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm tiến về thị trấn Pokrov, trung tâm hậu cần ở phía đông Ukraine. Giao tranh đang diễn ra ác liệt trên toàn chiến tuyến. Từ mặt trận phía đông, ông Sinsky thông báo lực lượng Nga đang tiếp tục tiến về Pokrov bất chấp tổn thất. Pokrov hiện cách khu vực do nga nắm quyền kiểm soát khoảng 25 km. Do nằm ở giao lộ giữa các tuyến đường bộ và đường sắt, nên nơi đây đã trở thành trung tâm hậu cần quan trọng cho Ukraine. Ông Sisi nói, lưu ý rằng các hoạt động chiến đấu tích cực với cường độ khác nhau đang diễn ra dọc theo toàn bộ mặt trận. Lực lượng nga đã tiến hành 177 cuộc tấn công dọc chiến tuyến chỉ trong vòng 24 giờ. Dương Pokrov hứng chịu tới 39 cuộc tấn công. Cùng ngày, tờ Ukrainska Pravda Ukraina ngày 22 tháng 7 dẫn thông tin từ tình báo Anh cho hay, hơn 30.000 quân của vệ binh quốc gia Nga, lực lượng quân sự của Liên bang Nga, một cơ quan độc lập báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Vladimir Putin đã có mặt tại Ukraina. Theo các nhà phân tích Anh, dường như phần lớn thành viên vệ binh Nga chịu trách nhiệm bảo vệ các vị trí của quân Nga ở khẩu phương, một số đơn vị tham gia chiến đấu ở tiền tuyến. Lực lượng chiến đấu chủ lực của vệ binh Nga là lữ đoàn đặc nhiệm 116, gồm 3 trung đoàn được trang bị xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh. Hình bảo báo Anh cho biết, kể từ đầu năm 2024, vệ binh Nga đã tìm cách tăng cường lực lượng bằng cách bổ sung thêm các đơn vị phi chính quy. Tiêu biểu như, vào tháng 5 năm 2024, vệ binh Nga đã kết nạp tiểu đoàn Vostok từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR vào hàng ngũ của mình. Đáng lưu ý, ngoài mặt trận Pokrov tờ Focus Ukraine ngày 22 tháng 7 dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở tại Washington cho biết, lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công trên mặt trận Kharkiv. Các nhà phân tích của ISVK lưu ý rằng Bộ Chỉ huy Quân sự Nga đang tăng cường lực lượng gần các khu định cư Globokoye và Vokchan. Nhóm tác chiến chiến thuật của Ukraine ở Kharkiv ngày 21 tháng 7 báo cáo rằng lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công tăng cường cho lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 và sư đoàn súng trường cơ giới số 18. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tập hợp một loạt nhóm xung kích của các trung đoàn súng trường cơ giới. ISVK dự đoán lực lượng Nga đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn ở Kharkiv. Theo trang Top Qua Nga, ngày 22 tháng 7, những bước đột phá và các động thái mới của Nga đã buộc Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine phải gấp rút điều chuyển lực lượng dự bị. Tuy nhiên, lực lượng Nga vừa tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào pháo binh quy mô lớn nhằm vào lực lượng dự bị do Ukraine chuyển tới mặt trận phía đông, loại khỏi vòng chiến đấu nhóm quân dự bị đến Kharkiv và Kramatorsk. Đài Zveda TV thông báo, lực lượng vũ trang Nga đã khiến Ukraine không còn quân sự bị gần Kharkiv, kíp, kèm theo đó là đoạn video ghi lại hình ảnh pháo phản lực Kras của Nga chút ồ ạt. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tổn thất mới này của Ukraine. Trước đó, nghị sĩ Quốc hội Ukraine Mariana Bezukala đã chỉ trích Tổng tư lệnh Oleksandr Zizki về việc luân chuyển một số đơn vị bất chấp sự phản đối của các chỉ huy. Bà Bezukala cho rằng chính điều này đã dẫn tới thất bại nặng nề của Ukraine trên chiến trường. Trang tin Lenta và tờ Rossiyskaya Gazeta RG của Nga ngày 21 tháng 7 đưa tin, Nga vừa đồng thời đạt hai bước tiến lớn ở mặt trận Donetsk, trong đó có một bước tiến nhanh tới mức lực lượng Nga cũng khá bất ngờ. Theo RG, hai tiểu đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bao vây gần làng New York hay New York, huyện Bách Mỗ, tỉnh Donetsk. Theo các nguồn tin nắm rõ tình hình, đây là lực lượng tương đối lớn của Ukraine với quân số lên đến hơn 1.000 người. Đáng lưu ý, không lâu trước khi có thông tin hơn 1.000 lính Ukraine bị vây khám tại New York, trang tin Lenta cho biết lực lượng Nga đã tiêu diệt hai nhóm binh sĩ Ukraine bằng các đợt pháo kích và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV. Đây là toán quân được ép luân chuyển tới New York để làm lực lượng dự bị. Gần thời gian này, một đoạn phim do máy bay không người lái ghi lại còn cho thấy lực lượng Nga đã tiêu diệt một vị trí đóng quân của Ukraine ở New York. Trong đoạn video, lính xung kích Nga lẻn tới gần cửa sổ của một ngôi nhà có các binh sĩ Ukraine bên trong và ném mìn chống tăng vào. Vài giây sau, một vụ nổ xảy ra, phá hủy hoàn toàn căn nhà. Người lính xung kích Nga vẫn còn sống sót nhưng cũng bị chấn động sau vụ nổ. Theo Lanta, các binh sĩ và chỉ huy cấp dưới của Ukraine cho rằng những thiệt hại trên do sự sơ xuất của các lãnh đạo quân đội nước này gây ra đơn vị phòng thủ chủ lực của Ukraine tại New York là tiểu đoàn 206. Ban đầu, quân đội Nga đánh giá lực lượng Ukraine cố thủ dày đặc ở New York và hệ thống phòng thủ của họ rất khó xuyên thủng. Tuy nhiên, trong tháng 6, lực lượng Nga đã phát động thành công một cuộc tấn công và giành được quyền kiểm soát phần phía nam của khu định cư này với sự kháng cự tối thiểu. Ngày 19 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát làng Yuri FK ở ngoại ô New York. Hai ngày sau, kênh phân tích quân sự Deep State có mới liên hệ với quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến vào New York và đã giành được một số đường phố mới. Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố thủ trong khu vực các nhà máy nhưng bị Nga oanh tạc liên tiếp bằng bom SAB-500 hạng nặng. Cuộc chiến giờ đây đang tiếp diễn để giành quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng. Các binh sĩ của tiểu đoàn 206 Ukraine cho rằng đây là một thất bại khác của cấp trên. Trong tháng 7 vừa qua, bộ chỉ huy tiểu đoàn này đã bị chỉ trích gay gắt vì đặt ra những nhiệm vụ bất khả thi và gây lãng phí quân lực một cách thiếu suy nghĩ. Roman Kulik, chỉ huy đại đội 3 tiểu đoàn 206 thừa nhận, thời gian ông dành để chiến đấu với những chỉ huy kém cỏi thậm chí còn nhiều hơn thời gian chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Kulik cho rằng thiệt hại mà đại đội của ông phải hứng chịu cho đến thời điểm này đều là do sự thiển cận của cấp trên. Trong khi đó, tại Kiev, các quan chức chính phủ cũng đang đau đầu với thiệt hại của quân đội. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Mariana Bezukla gần đây đã đổ lỗi cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường. Bà Bezukla cho biết, ông Sinsky đã quyết định luân chuyển một số đơn vị bất chấp sự phản đối của các chỉ huy. Kết quả của những hành động này là quân đội Nga đã trọng thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở Torres và New York. Theo tờ Gazeta Nga, New York được mệnh danh là chìa khóa dẫn tới khu định cư Torres ở Ukraine. Việc mất ngôi làng này có thể gây ra bất lợi lớn cho lực lượng của Kiev. Trước đó, tờ New York Times Mỹ nhận định nếu Ukraine mất cả Torres và New York, thì Nga sẽ có cơ hội gây áp lực lên các thành phố lớn nhất vẫn còn nằm trong kiểm soát của Ukraine tại khu vực này, bao gồm Konstantinovka, Derukovka, Dramatos và Slaviyan nói cách khác new york đóng vai trò là quân domino đầu tiên trong chuỗi sự sụp đổ của quân này có thể kéo theo các phần còn lại sụp đổ hoàn toàn